Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng trở lại với các vấn đề liên quan đến vật lý 12. Và nó là phần nâng cao. Nâng cao hơn, và chúng ta xuất phát từ cái công thức cơ bản. Từ đó suy ra các kiến thức mà chúng ta nếu nhớ được thì là rất tốt. Nếu không nhớ được thì chúng ta sẽ có thể hình thành một cách nhanh chóng được dựa vào những cái suy luận logic. Hôm nay thầy trao đổi chúng ta về vấn đề công suất và cực trị công suất. Và khi nói đến cực trị thì người ta hay để ý đến bài toán giá trị lớn nhất, mà người ta ít để ý đến bài toán giá trị nhỏ nhất. Rồi, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên kênh YouTube và fanpage của tuyển sinh 247. Có lẽ là thầy đăng lịch là 20:45, cho nên là bây giờ đợi chờ các bạn khác một chút trước khi thầy triển khai nội dung chi tiết. Xin chào bạn Hải Trần. Rồi, thầy sẽ chờ đợi các bạn xuất hiện thêm, sau đó thầy sẽ bắt đầu. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái kiến thức cơ bản về phần này. Công suất tính theo công thức nào, cực trị công suất thì suy luận như thế nào với bài toán cơ bản, và những cái bài toán gọi là bài toán hệ quả của các bài toán cơ bản này. Xin chào bạn Thanh Cường. Thầy qua phần YouTube xem có những bạn nào đang quan tâm đến bài dạy của thầy. Cảm ơn bạn Purple. Xin chào bạn Hùng. Xin chào bạn tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên kênh YouTube của Tuyển Xe 247. Xin chào bạn La Văn Cương, La Văn Vương, xin chào Nguyễn Trọng Mạnh. Chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi một chút trước khi thầy bắt đầu vào phần lý thuyết. Sau khi lý thuyết thì thầy sẽ đi hướng dẫn chúng ta một số câu hỏi để biết được xử lý các vấn đề, nó có cái tư duy xử lý các vấn đề như thế nào. Xin chào bạn Mạnh Vân, xin chào Đức Hùng. Thầy sẽ chờ đợi các bạn ổn định trước khi chúng ta bắt đầu nội dung chi tiết. Xin chào bạn Nhi Dương. Lớp 12, bạn hỏi có khó không? Rất khó trả lời, bởi vì là kiến thức lớp nào thì kiến thức nó vẫn có phần dễ và phần khó. Phần khó thì nó muôn muôn hình vạn trạng. Còn phần dễ cơ bản thì thầy nghĩ là các em có thể tiếp thu được một cách dễ dàng. Xin chào Hữu Bằng, xin chào Nguyễn Văn Tiến. Hiện tại đang có cái hot trend là chúng ta chụp ảnh với các màu giống nhau. Lát nữa sẽ các em sẽ được chiêm ngưỡng với hình ảnh của thầy gồm nhiều màu liên quan đến màu áo vật lý lớp 12. Xin chào bạn Hữu Bằng, xin chào bạn Nguyễn Văn Tiến, xin chào tất cả các bạn. Thầy sẽ đợi các bạn trở vào ổn định thì thầy sẽ bắt đầu. Thực ra là các em có thể tìm hiểu áo này rất dễ ở các cửa hàng đồng phục.
đồng phục, ví dụ đồng phục lớn là Hải Anh, các em có thể tìm và đặt theo cái mẫu này. À, tuy nhiên là chúng ta làm một chiếc thì nó sẽ là đắt thôi. Xin chào bạn Ship, Slip Ship. Xin chào bạn Trần Quốc Tuấn. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ các bạn sẽ vào đông hơn một chút nữa đã. Một lát nữa chắc là có nhiều bạn vào hơn, chúng ta sẽ cùng trao đổi sau. Rồi, các bạn đang chưa biết cái lịch. Trước khi bắt đầu vào các vấn đề thì thầy muốn hỏi các bạn đang học lớp 12, chúng ta đã học đến đâu rồi và đang mắc những cái điều khó khăn nhất trong quá trình học và giải các bài tập vật lý như thế nào? Chúng ta có thể trao đổi. Xin chào bạn Hoàng Lê. Có lẽ là thứ bảy rất là nhiều bạn đang đi xem bóng đá ngoại hạng Anh cho nên chưa để ý nhiều. Rồi bạn Thành Lợi đã biết công thức. Xin chào bạn Cúc Cáo, Nguyễn Duy Nhất. À, Tuấn Nguyễn mới học đến 6. Kem để ý các video hoặc là các buổi live của thầy, thầy đã up trên YouTube, chúng ta có thể tìm hiểu ở trên YouTube. Chúng ta sẽ chịu khó đợi các bạn khác khoảng vài phút nữa để thầy bắt đầu. Rồi tới máy biến áp rồi. Máy biến áp thì chúng ta làm những bài cơ bản thôi. Cực trị em thấy khó. Cực trị thì cũng có những cái bàn phần là có cái gọi là cái nguyên tắc, cái cách thức để chúng ta tiếp cận bài toán liên quan đến cực trị. Cực trị chẳng qua là cực đại hoặc cực tiểu mà thôi, thì nó có cách để chúng ta suy luận. Xin chào ông Nguyên Thắng. Rồi có bạn mới học xong chương 2 thôi. Ok. Ok. Bạn Trần Anh Subin bảo là thầy dạy chậm hơi bởi vì là các em chưa học tới. Xin chào Mai Xuân Dũng. Nhớ một điều là khi thầy nói đến công suất ở đây là nói đến công suất tiêu thụ. Nói đến công suất tiêu thụ nha. Tức là công suất này đã đang chuyển hóa từ năng lượng điện thành ra năng lượng khác. Cụ thể đối với điện trở thì nó là công suất tỏa nhiệt. Đó. Thế thì các bài toán liên quan mạch RLC nếu công suất tiêu thụ thì đấy là công suất tỏa nhiệt. Tức là có điện trở mới có công suất tiêu thụ. Xin chào bạn Lương Lương. Các bạn kiểm tra hình ảnh và âm thanh bây giờ thầy có thể bắt đầu được chưa? Xin chào bạn Ngọc Kỷ. Thầy thường xuyên like cho chúng ta vào tối thứ bảy hàng tuần. Hy vọng rằng trong giai đoạn học kỳ 2 thầy sẽ có thể nâng cái số buổi trực tiếp lên để hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình học vật lý lớp 12.
đặc biệt là trong cái giai đoạn luyện đề. Xin chào Nguyễn Khánh, chào bạn Mai Phương Anh, xin chào Lê Thị Anh Đào, xin chào bạn Chấm Dứt. Ok, thầy sẽ bắt đầu dạy. Thực ra là cái công suất tiêu thụ của chúng ta là nói đến cái công suất tiêu thụ trung bình trong một chu kỳ nha. Công suất tiêu thụ, tất cả các bài toán này cho hỏi đều là công suất tiêu thụ. Còn bài toán cực kỳ lạ đó là bài toán liên quan đến công suất tức thời. Người ta xem thêm cái kiến thức về công suất tức thời trước khi người ta hình thành ra cái công suất tiêu thụ đó. Nhưng mà công suất tức thời thì lâu lắm rồi thầy không thấy. Có một vài năm là có trong cái đề thi thử của một số cái trường chuyên ở Hà Nội thì có cái khái niệm công suất tức thời. Trước tiên thầy nói về cái công thức tính công suất. Công suất thì đơn vị là watt rồi. Thế thì công thức tính P bằng U I cos phi. U là hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu của mạch điện. I là cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong đoạn mạch. Và cos phi bằng R trên Z hoặc bằng UR trên U thì người ta gọi, hoặc là bằng UR trên U gọi là hệ số công suất. Hệ số công suất. Đó. Thế công suất thì công thức nó rất đơn giản như thế. Đơn vị của anh này là watt. Hoặc là sử dụng công thức là P bằng R nhân với I bình phương. R là điện trở của đoạn mạch, còn I là cường độ dòng điện hiệu dụng. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái bài toán cực trị. Đây là công thức tính công suất. Bài toán cực trị, tức là ta xét đến bài toán cực đại. Nói cực đại thôi, không nói cực tiểu. Cực tiểu thì công suất nó bằng không rồi, nó không có ý nghĩa, đúng không? Thì ta sẽ nói đến cái trường hợp thứ nhất. Nguyên nhân thứ nhất là L C omega biến đổi. Thế thì chúng ta sẽ dựa vào công thức này. P max khi và chỉ khi gì? Thì R không đổi rồi thì là I max. Mà I max khi ba đại lượng L C omega biến đổi thì khi và chỉ khi có hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Cộng hưởng xảy ra thì thầy sẽ có những cái hệ quả của nó như sau. Là trước tiên là ZL bằng ZC tương đương LC omega bình phương bằng 1. Đây là hệ quả thứ nhất. Khi đó chúng ta sẽ có Z min tổng trở cực tiểu. Thay vào biểu thức thì nó chính bằng R. Bởi vì Z bằng gì? Bằng căn bậc 2 của R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình phương. Đó, Z min. Thế từ Z min thì thầy sẽ có thể suy ra I max bằng U chia cho Z min, tức là U chia cho R. Từ đó thầy sẽ suy ra được gì? R nhân với I max chính là U, UR max. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở cực đại bằng hiệu điện thế của đoạn mạch. Rồi là gì nữa? Khi ZL bằng ZC thì UL triệt tiêu với UC. Vì thế U giữa hai đầu đoạn mạch chỉ là U giữa hai đầu điện trở. Cho nên mà U giữa hai đầu điện trở nó cùng pha với I. Cho nên ta sẽ có nhận xét là U và I
cùng pha. Cùng pha. À rồi ta lại có cái nhận xét là lúc này P max bằng gì? Bằng R y max bình phương. Tức là bằng U bình phương chia cho R. Bởi vì y max bằng U chia cho R. Đấy nhá. À đấy là bài toán mà LC omega biến đổi. Đó, đấy là bài toán quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ nói đến cái một số cái bài toán phụ, à, một số bài toán phụ liên quan đến hiện tượng này. Chúng ta sẽ có bài toán phụ thứ nhất. Bài toán phụ thứ nhất là có hai giá trị omega 1, omega 2 cho cùng công suất, cùng P hoặc là cùng Y hoặc là cùng UR hoặc là cùng hệ số công suất cốt phi. Có hai giá trị của omega. Đó. Thế thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? À, thầy sẽ xử lý à khi nào khi omega bằng căn bậc 2 omega 1 nhân omega 2 thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Đó, đây là bài toán phụ thứ nhất. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Bạn Thanh Cường, ok, các bạn đang nói chuyện cho nên thầy không rõ các bạn đang hỏi gì. Đấy là bài toán phụ thứ nhất. Thầy có bài toán phụ thứ hai. Bài toán phụ thứ hai thì ta sẽ có là hai giá trị của L1, L2 cho cùng công suất hoặc là cùng Y, UR hoặc là cốt phi. À, thì chúng ta sẽ có là ZC bằng ZL1 cộng ZL2 chia cho 2. Có thể bài toán người ta bảo là ZL, tức là L bằng bao nhiêu thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra. À, cộng hưởng xảy ra. Cộng hưởng xảy ra khi nào? Cộng hưởng xảy ra khi ZL bằng ZC. Mà ZC là bằng ZL1 cộng ZL2 chia cho 2. Được chưa? Chia cho 2. Vậy từ đó chúng ta có thể suy ra L bằng L1 cộng L2 chia 2. Bởi vì ZL bằng L nhân omega. Có thể biểu diễn được là A L bằng L1 cộng L2 chia cho 2. Đấy là bài toán phụ số 2. Bài toán phụ số 3. Như sau. À, có hai tương tự này, có hai giá trị của C1, C2 cho cùng công suất.
Rồi cái phần đằng sau giống nhau. Cùng gì? Cường độ dòng điện hiệu dụng, cùng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, cùng hệ số công suất. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có là gì? Có ZL bằng ZC1 cộng ZC2 chia cho 2. Và cái hiện tượng cộng hưởng cũng tương tự, đúng không? Cộng hưởng thì ZC bằng ZL, cho nên nó sẽ bằng ZC1 cộng ZC2 chia cho 2. Mà ZC bằng 1 trên C nhân omega, cho nên thầy có biểu thức tương đương là 1 trên C bằng 1 phần 2 1 trên C1 cộng 1 trên C2. Đấy chưa? Đây là một số cái bài toán phụ liên quan đến L, C, omega biến đổi. Ta lại tiếp tục đến với cái trường hợp thứ hai, tình huống thứ hai, đó chính là tình huống điện trở thay đổi, chứ không phải là các thông số kia thay đổi nữa, mà sang tình huống tiếp theo là điện trở thay đổi. Chúng ta có thể lưu lại video này, cái buổi trực tiếp này để xem lại, chia sẻ về tường. Chúng ta cũng có thể có một cái kênh mà các bạn hay chia sẻ bài toán với nhau, đó chính là group 2002 hạ gục môn vật lý nhá. Vào cái kênh group này 2002 hạ gục group môn vật lý. Đó. Group của lớp 12. Tiếp tục thầy nói đến nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ hai là điện trở biến thiên. Điện trở biến thiên. Rồi. Điện trở biến thiên thì ta sẽ có P bằng R nhân với Y bình. Y thì bằng U trên Z bằng R nhân U bình phương chia cho Z bình phương. Z bình phương thầy thay bằng R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Đấy chưa? Thế thì thầy đánh giá biểu thức bằng việc là làm cho tử số không đổi, chia cả tử với mẫu cho R thì thầy có U bình chia cho R cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương chia cho R. Ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Ở bất đẳng thức Cauchy chúng ta sẽ có này, A cộng B lớn hơn bằng 2 căn AB. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy này thì thầy sẽ có là gì? R cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương chia cho R lớn hơn hoặc bằng 2 căn. 2 căn thì nó là trị tuyệt đối của ZL trừ ZC. Từ đó thầy sẽ suy ra được P nhỏ hơn hoặc bằng mẫu càng lớn thì phân số càng nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng U bình chia cho 2 trị tuyệt đối của ZL trừ ZC. Vậy P max bằng U bình chia 2 lần trị tuyệt đối của ZL trừ đi ZC. Được không? Và khi P max dấu bằng xảy ra khi nào? Khi hai anh này bằng nhau. Hai anh này bằng nhau thì thầy sẽ suy ra được khi R lớn bằng trị tuyệt đối của ZL trừ đi ZC. Đó.
Đấy là mạch RLC cuộn dây thuần cảm. Còn bây giờ xảy ra cái tình huống nếu cuộn dây không thuần cảm. Nếu cuộn dây không thuần cảm. Nếu cuộn dây không cuộn thuần cảm, tức là nó có điện trở trong, R nhỏ nào đó. Anh này biến thiên này, L này, R. Anh này có điện trở trong R nhỏ này. Anh này là C. Thế thì thầy vẫn tìm công suất tiêu thụ trên điện trở R lớn cực đại khi nào? Thì ta vẫn có R nhân Y bình, nhưng Y lúc này chúng ta sẽ có biểu thức khác, đúng không? Thế thì chúng ta vẫn tìm công suất mạch ngoài cực đại, vẫn P thì lại bằng R lớn cộng R nhỏ Y bình, bình phương. Và làm tương tự thì chúng ta sẽ có là P max vẫn bằng gì? Vẫn bằng U bình chia cho 2 lần trị tuyệt đối của ZL trừ đi ZC, đúng không? Và khi R lớn cộng R nhỏ bằng trị tuyệt đối của ZL trừ đi trừ ZC. Đây là gọi là cuộn dây không không thuần cảm, nó có điện trở trong, đúng không? Thế lại quay lại bài toán với cuộn dây thuần cảm, có một hệ quả nữa, tức là bài toán phụ số 4. Chúng ta sẽ có cái thông tin như sau: nó có hai giá trị R1, R2 cho cùng công suất, cho cùng công suất P. Thì ta sẽ có thông tin gì? Chúng ta sẽ có những cái thông tin như sau. Thứ nhất là P được tính theo công thức là U bình chia cho R1 cộng R2. Và P max khi R bằng căn bậc 2 của R1 nhân R2. Đó. Và ta vẫn có này. Ta vẫn có R1 nhân R2 bằng ZL trừ ZC. Tất cả bình phương. Đó. Còn trường hợp max thì bằng này, tức là bằng trị tuyệt đối của ZL trừ đi ZC. Đây là một bài toán phụ. Đó. Thế quay trở lại một chút nữa, khi R biến thiên thì P max, thì hỏi hệ số công suất khi đó. Hệ số công suất cốt phi khi P max nhá. Thì ta biết là nó sẽ bằng gì? Bằng U trên Z, đúng không? U trên Z. À xin lỗi, là R trên Z, đúng không? R trên Z. Tất nhiên là thầy đang tìm công suất khi P max nhá. Khi P max thì suy ra cốt phi bằng bao nhiêu đấy. Thì ta lại có là gì nhỉ? R bằng trị tuyệt đối của ZL trừ Z ZC. Cho nên thầy sẽ suy ra được Z bằng căn 2 nhân R. Từ đó chúng ta sẽ có R trên Z bằng 1 phần căn 2. Đấy, hệ số công suất sẽ là 1 phần căn 2, tức là căn 2 trên 2. Đấy, một số cái thông tin chúng ta có thể khai thác được như thế. Bây giờ xem có thắc mắc gì không. Nếu không có thắc mắc thì thầy sẽ bắt đầu chữa các câu hỏi cụ thể. Xin chào bạn Mai Phương Anh. Thầy không dạy vật lý đại cương. Đấy là câu trả lời cho bạn Trần Văn Nghi. Xin chào bạn Đặng Duy Khánh.
Ok, thầy sẽ tiếp tục với các câu hỏi cụ thể, xem thầy xử lý như thế nào. Có cả câu hỏi khó mà ta phải sử dụng đến giản đồ vector. Thầy có câu số 1 như sau. Rồi, bạn Nguyễn Hoàng Hiệp trả lời luôn là đáp án B. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cốt omega T vào hai đầu đoạn mạch gồm quận thuần cảm nối tiếp với một biến trở R. Tức là bài này chỉ có quận dây thuần cảm với biến trở R mà không có ZC, đúng không? Không có C. Có hai giá trị R1, R2 thì công suất tiêu thụ đều bằng 400 giá trị của U. À, ta sử dụng công thức là gì nhỉ? P bằng U bình chia cho R1 cộng R2. Đúng không? Thầy vừa nói xong. Từ đó ra sẽ có là U bằng căn bậc 2 của R1 cộng R2 nhân với P. Căn bậc 2 của gì? 20 cộng 80, P là 400 thì sẽ bằng 20 nhân 10 là 200 V. Vậy đáp án của câu này là đáp án B. Đó, rất nhiều bạn làm được sau khi chúng ta có cái lý thuyết. Rồi, thầy tiếp tục với câu hỏi số 2. Đây, chúng ta thử xử lý câu hỏi số 2 này. Đặt điện áp U bằng 200 cốt 100 PT thì thầy sẽ khai thác được là U giữa hai đầu đoạn mạch. Đây là U cực đại. U cực đại tính ra U hiệu dụng là 100 căn 2 vôn. Điện trở R mắc nối tiếp cuộn dây có độ tự cảm, tức là chỉ có hai thành phần như là câu số 1, đúng không? Độ tự cảm tức là L bằng 1 trên pi. Cái omega chúng ta khai thác được bằng bao nhiêu? 100 pi. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được ZL bằng L omega thì sẽ bằng 100 ohm. Đó. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó cường độ dòng điện R biến đổi để P max, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được là gì? R bằng trị tuyệt đối của ZL trừ ZC, đúng không? Nhưng mà C không có cho nên sẽ bằng ZL, đúng không? Và chúng ta cũng đã trả lời được là khi đó Z nó sẽ bằng căn 2 của R, đúng không? Vậy Z sẽ bằng 100 căn 2 ohm. Từ đó chúng ta sẽ có Y bằng U chia cho Z. U là 100 căn 2, đúng không? 100 căn 2
chia cho 100 căn 2 thì bằng 1 ampe. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Có giá trị hiệu dụng. À, anh này. Đáp án A. Đó, nếu mà để ý lý thuyết mà thầy vừa hướng dẫn thì chúng ta sẽ xử lý được ngay câu hỏi này một cách khá là nhanh chóng. Thầy tiếp tục sang câu tiếp theo. Chắc cũng là khá nhiều bạn làm được. Ok, 2A. Chúng ta tiếp tục sang câu số 3. Chúng ta đọc trước đề bài. Bạn Dương Chiến bảo là thầy để các bạn làm, đừng chữa vội. Rồi, chúng ta cùng đọc đề bài và cùng phân tích. Có lẽ đợi các bạn làm xong thầy về chữa thì nó hơi lâu. Hơi lâu cho nên thầy sẽ đọc đề bài tóm tắt và cùng làm nha. Câu số 3. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tức là U không đổi. Vào có tần số 50Hz, F bằng 50Hz thì sẽ suy ra được omega sẽ bằng 100π. Thầy không viết đơn vị nữa. Còn đơn vị của nó là radian trên giây. Vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C có hai giá trị. C1 bằng 10 mũi trừ 4 chia cho 4π. Và C2 bằng 10 mũ trừ 4 chia cho 2π. Thì công suất tiêu thụ bằng nhau, hãy tìm giá trị của L. Trước tiên chúng ta phải nghĩ là lúc này ta có ZL bằng ZC1 cộng ZC2 chia cho 2. Áp dụng công thức thì ta sẽ có là gì? ZC1 bằng 1 trên C1 omega. Omega 100π thì thầy tìm được anh này là 400. Anh này thầy sẽ có ZC2 bằng 200 ohm. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ thay vào đây thì thầy sẽ được ZL bằng bao nhiêu? 200 cộng với 400 là 600 chia 2 là 300 ohm. Mà ZL lại bằng L nhân omega. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được L bằng ZL chia cho omega bằng bao nhiêu? 3/π Henry. Đúng không? 3/π Henry. Đáp án là đáp án D. Thì mấu chốt của bài toán là khi đó ZL bằng ZC1 cộng ZC2 trên 2. Chắc là không có hỏi gì nếu chúng ta đã để ý được lý thuyết của thầy, đúng không? Đúng rồi. Thầy tiếp tục sang câu số 4. Nào. Có điện áp 100 căn 2 cốt omega t. Thầy khai thác luôn đi. Thầy khai thác luôn thì thầy sẽ có U bằng 100 V. Omega thay đổi được gồm điện trở thuần
R bằng 200 ohm. Quận cảm thuần. Omega ta chưa biết nhá. Ta có L1 à có L bằng 25 phần 36 pi Henry. Và tụ điện có điện dung C bằng 10 mũ trừ 4 chia cho pi Farad. Công suất tiêu thụ đoạn mạch là 50W, giá trị của omega P bằng 50W, giá trị của omega. Ở đây chúng ta không biết công suất này là cực đại hay cực tiểu, đúng không? Đây không thể là cực đại được, đây là công suất bình thường. Vậy ta sẽ khai thác yếu tố công suất này, đúng không? Liên quan đến U và liên quan đến R, đúng không? Thì ta sẽ có này, từ hai anh này móc nối vào nhau, ta sẽ suy ra được cái gì? Suy ra được là P bằng R Y bình, tức là Y bằng căn bậc 2 của P chia cho R. P chia R là 1/4, khai căn là 1/2, tức là 0,5 ampere, đúng không? Từ đó chúng ta sẽ suy ra được gì? Suy ra được Z bằng U trên Y bằng 100 chia cho 0,5 bằng 200 ohm, đúng không? Thế từ đó chúng ta sẽ suy ra được ZL, ZC, đúng không? Thầy viết tiếp, thầy xóa bảng, thầy viết tiếp. Sẽ có hai câu rất khó ở phía sau mà phải có thể phải sử dụng đến giản đồ vectơ. Thầy đã có Z mà Z bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Từ đó ta sẽ có trị tuyệt đối của ZL trừ ZC bằng gì? Căn bậc 2 của Z bình phương trừ đi R bình phương. 200 bình phương trừ đi 200 bình phương. Đúng không? 200 bình phương thì 200 bình phương. Vậy thì anh này sẽ bằng 0. Bằng 0 có nghĩa là cộng hưởng, tức là ZL bằng ZC, tức là LC omega bình bằng 1. Rất may là có hiện tượng cộng hưởng cho nên tính khá là dễ. 1 chia cho căn 1 trên LC, đúng không? Ta sẽ có 1 chia cho căn bậc 2 của 25 phần 36 pi nhân với 10 mũ trừ 4 chia cho pi, rút gọn pi thì bằng 1 chia cho căn bậc 2 của căn bậc 2, cái này nó sẽ là 5/6 nhân 10 mũ trừ 2, đúng không? Thì chỗ này nó là 600 chia cho 5 bằng 120 radian trên dây. 120 radian trên dây. Ồ, làm gì có... À xin lỗi, 36 pi dưới đây. Thầy đang bị thay số nhầm. Pi ở đây thì cái này không diệt tiêu được, mà chỗ này nó sẽ là nhân 1 chia cho pi bình, à chia cho pi. Chỗ này là pi, chỗ này là nhân thêm pi. Vậy ta có đáp án là đáp án D. Vẫn có
vẫn có pi. Đấy là câu số 4. Công thức các bạn có thể xem lại nhé, không phải tổng kết lại đâu. Sau khi buổi trực tiếp kết thúc thì video này sẽ lưu lại cho nên và up lên cả YouTube cho nên các em có thể xem lại nhé. Câu số 5. Đặt điện áp U bằng 100 cốt omega T cộng với pin 6. Hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc thành mạch kín. Thì Y bằng này, tìm công suất. À, bài này lại dễ, P sẽ bằng UI cốt phi. U 50 căn 2 vôn, đúng không? Lấy cái U0 chia cho căn 2. Y thì bằng Y0 chia căn 2. Y hiệu dụng bằng căn 2 ampe. Pha, độ lệch pha giữa U và Y, lấy phi U trừ đi phi Y. Phi U là pi nhân 6, phi Y là pi nhân 3 bằng trừ pi trên 6. Từ đây ta sẽ suy ra được cốt phi sẽ bằng căn 3 trên 2. Từ đó ta có P bằng 50 căn 2 nhân với căn 2 nhân căn 3 trên 2 thì sẽ bằng 50 căn 3 watt. 50 căn 3 watt, đáp án là đáp án C. Thầy có dạy lớp 11, lớp 11 thầy live vào tối thứ 6 hoặc tối thứ 5 hàng tuần. Đúng rồi, bạn Trinh lên nói là dễ là đúng rồi. Tiếp tục đây. Bắt đầu câu này. Đọc đi. Với một bài dài như thế này, chúng ta nên tóm tắt. Tóm tắt. Đó. Và thậm chí phải vẽ lại sơ đồ mạch điện. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1. Nối tiếp với tụ điện có điện dung là C. Đoạn MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đấy chưa? Cảm thuần. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị không đổi vào hai đầu đoạn mạch. Tức là F không đổi và U không đổi. Rồi. Khi đó đoạn mạch có công suất tiêu thụ bằng 120W. À, trong trường hợp 1 này. Trường hợp đầu tiên này. P bằng 120W. Hệ số công suất cốt phi bằng 1.
Được chưa? Sau đó nối tắt. À, đây là trường hợp 1 nhá. Trường hợp 2 là nối tắt tụ. Tức là tụ không có vai trò trong mạch thì đoạn mạch chỉ có R1 M A R1 R2 và cuộn dây thần cảm B R2 L. Đó. Thì lúc này người ta bảo là UAM và UMB, UAM bằng UMB. Dạ, lệch pha nhau pi trên 3. Công suất lúc này bằng bao nhiêu? Công suất lúc này thầy gọi là P phẩy đi cho nó khỏi trùng. Đấy, ta phải khai thác. Trước tiên thầy khai thác lúc này là cốt phi bằng 1, tức là cộng hưởng P max sẽ bằng 120 bằng U bình phương chia cho R, đúng không? Tức là R1 cộng với R2. Phải khai thác được điều này đã. Bình thường là có một điện trở thì là chia cho R thôi, nhưng có hai điện trở thì nó phải là tổng R1 cộng với R2. Rồi, rất nhiều bạn đến đoạn này thấy khó, đúng không? Thấy khó. Thế bây giờ cái loại mà liên quan đến lệch pha thì kiểu gì thầy cũng phải vẽ giản đồ vector. Giản đồ vector, đúng không? UAM chỉ có R1 thôi. R1 UAM Y nằm ngang luôn, đúng không? Cường độ dòng điện. UMB ở đây là chính là UAM, chính là UR1 bằng UMB. Thầy có thể viết là gồm UR2, UR2 và cộng với UL, đúng không? UL. Đây là U UMB. Hai anh này lệch nhau một góc là bao nhiêu? Pi trên 3. Thế thì AM cộng MB ở đây chính là U giữa hai đầu đoạn mạch. Đúng không? U giữa hai đầu đoạn mạch. Thế thì ở đây là pha, độ lệch pha giữa U và Y, đúng không? Thì thầy vẫn có cái biểu tức là U thì bằng R nhân với Y bình. Thầy phải tìm biểu thức công suất đã, sau đó tính tiếp. À, nhưng mà có một điều đặc biệt là hai thằng này bằng nhau. Thì tam giác này là tam giác cân. Góc này là pi trên 3. À, góc ngoài bằng tổng hay góc trong không kể với nó. Thì dễ dàng tính được cái phi này sẽ bằng pi trên 6. Đúng không? Pi trên 6 thì chúng ta sẽ có là UI cốt phi. Bây giờ thầy sẽ đi tìm U nhân Y. À, đây. P phẩy bằng U nhân với Y nhân cốt phi. Đúng không? Phi lúc này là cốt pi 6 là căn 3 trên 2 đấy. Chỗ này nó sẽ là căn 3 trên 2 nhân U. Y thì thầy sẽ thay bằng U trên Z, đúng không? Z là căn bậc 2 của R bình R1 cộng R2 tất cả bình phương cộng với Z L bình phương. Đúng không? Thầy sẽ đi tìm mối liên hệ của ZL. Đoạn này là UR2, đúng không? Đoạn này là ZL, đúng không? Rồi, thầy sẽ đi tìm này.
Đây là UR1 cộng UR2. Rồi. Thì thầy sẽ tìm như sau. Có lẽ là thầy tìm theo Z luôn đi. À, thầy tìm UL. Theo UR1 và UR2 đúng không? Thầy sẽ có này, cạnh góc vuông này bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối. À, ta sẽ có này. UL sẽ bằng UR1 cộng UR2 nhân với tan của pi trên 6. À, từ đó thầy chia cả hai về cho y thì thầy được ZL sẽ bằng R1 cộng R2 tan của pi trên 6 là 1/3. Đúng không? Thì từ đó thầy thay vào biểu thức này thì thầy có P phẩy bằng căn 3 trên 2 U bình phương chia cho mẫu này. Mẫu này là R1 cộng R2 tất cả bình phương cộng ZL thì thay bằng cái này thì là R1 cộng R2 tất cả bình phương chia cho 3. Đúng không? Cái này dưới mẫu thầy sẽ có anh này căn 3 đưa lên là căn 3 nhân căn 3 là 3 U bình phương. Dưới mẫu này chỗ này vẫn còn 2, chỗ này là 3 nhân chéo lên cộng với 1 là 4, khai căn bậc 2 là 2. 2 nhân R1 cộng R2 tức là bằng 3/4 U bình phương chia cho R1 cộng với R2. Mà U bình chia R1 cộng R2 bằng 120. Cho nên chỗ này P phẩy sẽ bằng 3/4 nhân 120 thì bằng bao nhiêu? 120 chia cho 4 bằng 3. 90 W. Đáp án của câu này là đáp án C. Đáp án C. Rõ ràng là chúng ta phải biến đổi linh hoạt, xử lý bài toán này một cách linh hoạt. Rồi, câu tiếp theo. Cũng phải vẽ lại hình, có độ lệch pha thì chắc chắn phải vẽ giản đồ vector. Thầy tiếp tục phục vụ một số bạn còn lại. Thì sau khi chúng ta tư duy một số cái bài kiểu như thế này thì chúng ta sẽ nhanh nhạy được hơn. Câu số 7. Đoạn mạch AB gồm AM và MB. AM điện trở R1 AM điện trở R1 nối tiếp với tụ điện có điện dung là C. MB R2 nối tiếp với cuộn cảm thuần. Gần giống như cái câu kia. Đặt vào hai đầu AB, điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là AM. Biểu thức này. MB, biểu thức này. Thì ta dễ dàng thấy được độ lệch pha của hai anh là bao nhiêu đấy? Là 7π/12. Đúng không? UAM hiệu dụng bằng bao nhiêu? 50V. UMB hiệu dụng bằng bao nhiêu? 75 căn 2 V. Người ta bắt tìm hệ số công suất. Thế nếu mà chúng ta tìm được góc thì mọi thứ được xử lý. Ở đây người ta cho R1 bằng 40 ohm.
ZC thầy sẽ tìm được omega bằng 100 pi. Anh này là 10 mũ trừ 3 trên 4 pi thì dễ dàng giải ra ZC bằng 40 ohm. Khi có cái độ lệch pha giữa U và Y thì kiểu gì thầy cũng phải sử dụng giản đồ vector. Một cái bài liên quan đến giản đồ vector, không phải một, một vài bài đã trên có trên câu trên YouTube. Chúng ta có thể tham khảo thêm. Thầy vẽ giản đồ như sau này. Thầy vẽ trục nằm ngang là trục Y. Được chưa? UAM là giữa UR1 và UC. UR1 UC. Phải vẽ ngắn thôi. U A M. UMB là giữa UR2, thầy chẳng biết dài hay ngắn, thầy cứ viết UR2 ở đây. Kết hợp với UL thì sẽ ra U gì? UMB đúng không? UMB. UMB. Thế đây chúng ta đã biết là UMB và UAM lệch nhau một góc là 7 pi trên trên bao nhiêu? Trên 12. Mà ta biết R1 bằng ZC đúng không? Từ đây chúng ta sẽ suy ra này. UR1 bằng UC. Bởi vì ZR1 sẽ bằng R1 sẽ bằng ZC thì nhân cả hai với Y sẽ có cái chuyện này. Z bằng nhau cho nên U bằng nhau. Và từ đó chúng ta có này, U bằng nhau là UC này bằng anh này thì dễ dàng suy ra cái góc tương ứng này bằng bao nhiêu? Là pi trên 4. Pi trên 4 thì cái độ lệch pha này thầy gọi là góc alpha này. Alpha sẽ bằng 7 pi trên 12 trừ đi pi trên 4 bằng pi trên 3. Được chưa? Pi trên 3. Pi trên 3 thì thầy sẽ tìm được UR2 theo UMB. Đúng không? UR2 theo MB và tìm được UL cũng theo MB. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ tìm được Z. Trước tiên để tìm được Z, thầy tìm Y đã. Thầy có ZAM bằng căn bậc 2 của R1 bình cộng với Z ZC bình. Đây. Thì bằng 40 căn 2 ô. Mà UAM bằng 50 thì thầy sẽ suy ra được Y. Y sẽ bằng U AM chia ZAM bằng 50 chia cho 40 căn 2 bằng 5 chia cho 4 căn 2 ampe. Đúng không? Ở đây thầy sẽ tìm được UR2 theo UMB. UR2 bằng UMB. Thầy tìm luôn ZMB đi. Thầy ZMB bằng UMB chia cho Y bằng 75 căn 2 chia cho Y là 5 chia 4 căn 2. 15 nhân 4 nhân 8 là 120 ohm. Thế dựa vào hình này, bởi vì cái tỷ lệ về hiệu điện thế và tỷ lệ về Z như nhau, cho nên dựa vào hình này này, tam giác vuông, thầy có thể tìm được R2. Đúng không? Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền ZMB nhân với cốt góc kẻ
cos alpha bằng 120 nhân cos pi trên 3 thì bằng 60 ohm. À, thầy sẽ tìm được ZL. ZL. ZL đây. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối bằng ZMB nhân sin pi trên 3 bằng 120 nhân căn 3 trên 2 và bằng 60 căn 3 ohm. R1, R2 biết đúng không? Ta đi tìm Z và R1 cộng R2. R1 cộng R2 bằng 40 cộng 60 bằng 100 ohm. Z bằng căn bậc 2 của R1 cộng R2 bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của 100 bình phương đúng không? Cộng với 60 căn 3 trừ đi 40 tất cả bình phương. Sau đó chúng ta sẽ tìm hệ số công suất cốt phi bằng R1 cộng R2 chia cho Z sắp xỉ. Chúng ta sẽ tìm là 60 căn 3 trừ đi 40 bình phương lên cộng với 100 bình phương khai căn bậc 2, sau đó lấy 100 chia cho kết quả này xấp xỉ 0,84, hệ số công suất 0,84, đáp án A. Đó, đó là một số bài liên quan đến công suất, hệ số công suất. Ta phải sử dụng cả dàn đồ vectơ, ta sử dụng cả hệ quả liên quan đến các bài toán cực trị công suất, và có thêm rất 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 nhiều bài liên quan đến cực trị công suất nữa. Chúng ta tìm hiểu thêm để làm một cách tự tin nhất. Chúc các em thành công buổi live về vấn đề công suất và cực trị công suất của thầy. Đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tối thứ bảy tuần sau.